quy định chỗ đón xe công nghệ ở ngay cái khu vực mà đón xe ở đây như thế này thì lại là rất là khó khăn. Và như là trước mắt của em thì cũng của quý anh chị đây cũng đang thấy đây, thì là cũng đã có một cái hành khách nữ là cũng đang rất là lúng túng để mà tìm được cho mình để tìm được một cái xe công nghệ mà đang đón anh mình đây này. Xin được mến chào quý anh chị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý anh chị và các bạn trong video của ngày hôm nay. Thì xin phép được gửi tới quý anh chị và các bạn những các cái video mới nhất về hình ảnh tại phi trường Tân Sơn Nhất. Trước mắt của chúng ta thì đây chính là cái nơi để đón xe công nghệ của phi trường Tân Sơn Nhất. Và đây chính là cái nơi đón xe công nghệ tại ga quốc tế của phi trường Tân Sơn Nhất ngày hôm nay. Thì rất là may mắn trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì cũng không có mưa. Và trước mắt của chúng ta đây chính là nơi để đón xe công nghệ. Thì ngày hôm nay là một ngày nắng nóng. Và trong cái buổi chiều của ngày hôm nay thì hiện tại bây giờ thì em đang đứng thì là 4 giờ chiều. Thì nắng nó cũng đã tương đối là dễ chịu rồi. Thì trong cái video ngày hôm nay xin phép được đưa tới cho quý chị và các bạn những các thông tin mới nhất. Và đưa cho quý chị và các bạn một cái câu chuyện là về cái dịch vụ và đón xe công nghệ ở sân bay Tân Sơn Nhất. Thì như trước mắt chúng ta đang thấy thì cái khu vực mà đón xe công nghệ ấy thì không hề có cái mái che, khiến cho cái tình trạng mà đón xe công nghệ của rất là nhiều quý anh chị và các bạn khi mà tới đây, nhất là đối với khách quốc tế khi mà tới đây ấy thì thường sẽ gặp những các cái trở ngại rất là lớn trong cái việc mà giữa trời chưa nắng hoặc là cái việc mà mưa ấy thì sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Quý anh chị có thể nhìn thấy ngay trước mắt đây ấy, thì cái khu vực này, đây chúng ta đứng ở đây thôi nhưng mà đây không phải là cái khu vực để đón xe công nghệ đâu. Phía bên phải kia chúng ta phải đi ra tận bãi xe cơ. Đấy, ở đây là cái khu vực, đây trước mắt đây sẽ là cái nơi để cho quý hành khách đi ra đây để đón xe. Và đón xe thì cái khu vực này là sẽ để đón xe taxi truyền thống thôi. Đấy, còn nếu như mà ví dụ như là đón xe công nghệ hay là cũng như là người nhà đón ấy, thì chúng ta sẽ đi ra cái khu vực sau kia. Đây là cái khu vực mà ga đến. Đó, thì tất cả những các cái chuyến bay khi mà được đáp xuống Tân Sơn Nhất thì sẽ đi ra đây. Đó, và đây chính là cái khu vực mà cái quãng thời gian ngày trước ấy, thì tất cả mọi xe thì sẽ được đón khách ở đây. Đó, thì nó sẽ tương đối là dễ chịu cho dễ dàng cho khách du lịch hơn, như là những bà con Việt kiều từ xa khi mà tới đây. Đó, khi mà tới đây để mà đón xe. Nhưng mà bắt đầu là trong bắt đầu bước qua cái năm 2023 thì bắt đầu là thay đổi cái dịch vụ của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Thì thay vì thay đổi cái vị trí đón xe công nghệ thì nhiều khách hàng đã cho hay là đứng giữa một cái biển xe mà không có ghế ngồi, không có mái che. Thì thật sự là giữa một cái trời mà nắng nóng như thế thì nó không khác gì là một cái cực hình. Thì cái quyền lợi của khách hàng khi mà ở sân bay Tân Sơn Nhất như thế này thì đã bị ngó lơ. Và em xin phép được kể một cái câu chuyện của một khán giả gửi tới về cái chuyến công tác nước ngoài khi mà trở về.
Thì em xin phép được giấu tên anh này. Thì anh ấy đã kể lại một cái câu chuyện về cái trải nghiệm không vui khi mà đặt xe công nghệ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Thì ngày hôm đấy tôi đã mở app xe công nghệ, đặt xe và ra bãi đỗ xe ở quốc tế để đón xe. Do đã đọc thông tin trên báo chí trong nước nên việc này đối với tôi không hề khó khăn. Nhưng mà đa số hành khách, nhất là khách quốc tế đến Việt Nam du lịch thì sẽ không có may mắn được như thế. Tôi đã chứng kiến và cũng phải nhanh tay hỗ trợ một gia đình có em bé. Còn rất nhiều hành khách khác phải loay hoay tìm đường ra bãi đón xe, vất vả để mà tìm được xe của chính mình. Thời tiết của những ngày này thì dù đã tắt nắng nhưng mà cái cảm giác vẫn rất là khó chịu, bức bối. Việc phải tiếp tục di chuyển qua bãi đậu xe dù không quá xa nhà ga, đứng giữa một biển xe mà không có ghế ngồi, không có máy lạnh, mái che thì thật sự không khác gì là một cực hình. Trời nắng thì nóng, đến lúc mưa thì thật là chẳng biết phải chạy đi đâu để trú cả. Công bằng mà nói thì Tân Sơn Nhất không phải là sân bay duy nhất quy định chỗ đón xe công nghệ ở ngoài bãi đậu xe. Khi tôi bay đến sân bay quốc tế Los Angeles, Mỹ, điểm đón xe công nghệ cũng nằm tách hẳn nhà ga. Tuy nhiên, họ chỉ dẫn rõ ràng có ghế ngồi và có cả chỗ trú mưa đàng hoàng. Hay nói đâu xa, ga quốc nội của sân bay Đà Nẵng cũng có điểm đón xe công nghệ ở bãi xe và cũng được trang bị ghế ngồi loại to. Còn chuyện ở sân bay Tân Sơn Nhất thì đẩy hành khách dùng xe công nghệ đi ra bãi xe quốc tế, đứng giữa cái nắng oi bức đón xe, một lần nữa thì cho thấy cái sự lúng túng của những người làm công tác quản lý điều hành, cũng như là cái cách đối xử mà theo tôi chưa công bằng và nhân văn. Thẳng thắn hơn thì quyền lợi chính đáng của khách hàng, những người trực tiếp sử dụng dịch vụ của sân bay tiếp tục bị ngó lơ. Sân bay là cái cửa ngõ quan trọng để đón khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế. Vậy mà ngay tại cái nơi mà tiếp đón này thì lại tự tạo ra cái điểm nhấn xấu cho chính mình. Đấy, thì như trước mắt của quý anh chị ở đây cũng đang thấy, và ngay ở tại đây thì cũng có thể nói là cái tình hình mà vệ sinh ở ngay cái khu vực mà đón xe ở đây như thế này thì lại là rất là khó khăn. Và như là trước mắt của em cũng, thì cũng của quý anh chị đây cũng đang thấy đây, thì là cũng đã có một cái hành khách nữ là cũng đang rất là lúng túng để mà tìm được cho mình để tìm được một cái xe công nghệ mà đang đón anh mình đây này. Đây là cái hình ảnh thực tế nhất đây. Thì quý anh chị cũng nhìn thấy được, em cũng xin phép được ghi lại cái những cái hình ảnh này để gửi tới cho quý anh chị và các bạn những các cái hình ảnh về là đây một cái hành khách nữ là cũng phải cũng tương đối là vất vả. Thì đây là chỗ cái vị trí để mà đón xe công nghệ đây. Đó, một cái vị trí để đón xe công nghệ không hề có mái che, không hề có ghế ngồi. Và theo như cái đại diện của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất á, thì cũng đang thực hiện một cái vị trí để mà đón xe công nghệ, đang xây dựng những các cái mái che. Đây thì cái vị trí mà từ phía bên trong kia là hành khách phải đi bộ đi ra đây, thì thực sự là cái việc mà đi bộ đi ra đến cái vị trí như thế này, đây trước mắt của quý anh chị đây chính là cái đường mà hành khách phải đi bộ ra đây, thì đi qua đây đã là một cái vấn đề mà khó khăn trong cái việc mà
di chuyển. Đôi khi mà xe cộ, có những chiếc xe đi lại qua đây thì cũng đã cảm thấy là hơi mất an toàn rồi. Thì những nhân viên sân bay ở đây là thường thì họ cũng sẽ chỉ cho hành khách cũng tương đối là ít thôi. Đây, chính như cái việc mà em di chuyển sang bên đường như thế này cũng đã là một cái điều khó khăn rồi. Và theo như cái thông báo của hãng của sân bay Tân Sơn Nhất ấy thì sẽ có mái che và thực hiện vào trong đến cái quý 2 của năm 2023. Thì quý 2 thì cũng rơi vào khoảng là tháng 6, tháng 7, tháng 8 gì đó, loanh quanh là cái khoảng đó. Đấy, thì vậy mà tới hiện tại bây giờ ấy thì là cũng chưa có. Hiện tại bây giờ là chưa thấy. Đó, thì cũng xin phép được gửi những các hình ảnh cho quý anh chị và các bạn, những các hình ảnh về phi trường Tân Sơn Nhất. Còn đây chính là cái vị trí mà chúng ta sẽ đi di chuyển. Đối với nhiều quý anh chị và các bạn, một cái phương án khác để mà chúng ta có thể bắt xe công nghệ một cách dễ dàng hơn, nhưng mà đôi khi thì đây chính là cái phương pháp này. Đây chính là cái con đường mà chúng ta sẽ di chuyển từ cảng hàng không quốc tế ra sang bên cái khu vực mà cảng hàng không quốc nội. Đây chính là cái con đường này, thì sẽ có mái che, thì chúng ta sẽ di chuyển từ đây sang cho tới bên ga quốc nội. Đối với quý anh chị nào mà bắt một chuyến bay khác nữa để về miền Trung thì chúng ta sẽ đi đây. Còn khi mà chúng ta bắt xe công nghệ một cách dễ dàng hơn ấy, thì chúng ta nên đi tới cái khu vực này để sang phía ga quốc nội. Chúng ta sẽ có mái che hơn tại nhà xe. Đây là đối với những người mà chúng ta sẽ có các cái phương pháp chúng ta đi dễ dàng hơn. Nhưng mà đối với nhiều hành khách quốc tế cũng như là nhiều quý anh chị Việt kiều không có được biết đến thông tin ấy, thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta bị ngó lơ, chúng ta đứng ở một cái vị trí như thế nóng bức rất là khó chịu như hồi nãy ấy. Và cái tình hình mà chuột cũng như là vệ sinh rất là nhiều. Thì video của em tới đây cũng xin phép được tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.